Chiều ngày 29 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, giai đoạn 2016-2021 và tổng kết công tác tuyển quân năm 2021. Đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, đồng chí Thượng tá Trần Văn Đoàn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, đồng chủ trì hội nghị. Trong 6 năm qua, thực hiện luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện cùng với các ngành, các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền về luật. Hàng năm, huyện đều hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Trong 6 năm, huyện đã tổ chức giao nhận 637 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 105,6% chỉ tiêu được giao. Ban Chỉ huy quân sự tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng kế hoạch cho các xã, thị trấn làm tốt công tác chuẩn bị tuyển quân theo quy định, làm tốt công tác hậu phương quân đội, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tặng quà cho công dân trước khi nhập ngũ. Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021, Ban Chỉ huy quân sự huyện Tuyên Hóa đã chủ động tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung rà soát, nắm chắc và lập danh sách số thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trên cơ sở đó, xác định rõ đối tượng đủ điều kiện gọi nhập ngũ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, phân công thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện bám sát địa bàn để kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện nhiệm vụ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã phân bổ chỉ tiêu và giao nhiệm vụ cụ thể sát với tình hình thực tế của các địa phương. Năm 2021, huyện Tuyên Hóa đã thực hiện tuyển chọn 134 công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó, thực hiện nghĩa vụ quân sự là 115 công dân, tham gia nghĩa vụ công an nhân dân là 19 công dân, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Tổ chức lễ giao quân ngắn gọn, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 nhưng vẫn nghiêm túc, trang trọng, giao nhận quân đúng thời gian, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Dịp này đã có 7 tập thể được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa tặng giấy khen, đã có thành tích trong công tác tuyển quân năm 2021.